Nào, cho 20 con này lên. Mở mở cái cổng đấy. Mở mở cái cổng này. Đây này cái cổng này. Thôi, đám thùng nắp vào thùng luôn. Nó bị quý quá. Đây từ năm bán bao nhiêu con đi. Báo cáo các bác, như vậy là vừa rồi là các bác ở trên Yên Bái đánh ô tô tải xuống và lấy 20 con đà điểu giống của ngày mùng 5 tháng 4. Thì mình sẽ chuyển giao cho các bạn để các bạn nuôi. Mọi chi tiết thì các bạn có thể lấy thông tin ở đây để các bạn kết nối, các bạn mua con giống đa điểu cũng như là kênh chim cú gáy hay. Đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.